đưa nhau đi trốn này, trốn đi đâu, làm các thứ, trốn đi đâu. Có say nắng, tại vì đứng nắng dữ quá say, chứ không phải là say nóng. Đôi khi á mình già rồi mà mình diễn mấy cái cảnh nhỏ dễ thương á, trời nó nhột gai ốc luôn á. Trong phim này bọn em không dỗi nhau. Tụi mình quen nhau 3 tuần rồi. Vậy mà khi có tiền trúng số, anh có thể hỏi cưới em hay mua nhẫn hoặc xài cho em. Huy My phải khóc, Thảo rất là cứng. Ồ, thanh niên cứng ở khúc đó, khóc đi.